Trong các ngày mùng 10, 11 tháng 6, Đảng bộ thị trấn Ngọc Lặc đã tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Sự tại đại hội có các đồng chí Ngô Tiến Ngọc, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện. Nhiệm kỳ qua mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Đảng bộ chính quyền và nhân dân thị trấn Ngọc Lặc đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu, giành được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu đề ra cơ bản đạt và vượt tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 20,6%; giá trị sản xuất đạt hơn 1.687 tỷ đồng, gấp 2,16 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng ngành nông lâm thủy sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 49,2 triệu đồng. Công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại có bước phát triển vượt bậc kết cấu hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế, các công trình công cộng được cải thiện. Bộ mặt thị trấn Ngọc Lặc ngày một khang trang, đồng bộ và từng bước hiện đại. Các hoạt động văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục luôn duy trì ở vị trí tốt đầu của huyện. Phong trào xây dựng khu, phố, cơ quan, gia đình văn hóa ngày càng được quan tâm. Đến nay đã có 19 khu phố, cơ quan được công nhận văn hóa, 77,6% gia đình được công nhận gia đình văn hóa, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm và có nhiều tiến bộ, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời, đời sống nhân dân được cải thiện, công tác giảm nghèo được quan tâm và đạt kết quả tốt. Năm 2019 hộ nghèo giảm còn 2,45% Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được quan tâm. Tổ chức bộ máy, cán bộ cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được sắp xếp kiện toàn ngay sau khi xác nhập, nhanh chóng được ổn định và đi vào hoạt động tích cực hiệu quả. Những kết quả mà Đảng Bộ Thị Trấn đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện. Đây là tiền đề quan trọng để thị trấn hoàn thành 23 chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 9 đề ra cho sự phát triển của Đảng bộ trong thời gian tới. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ và nhân dân thị trấn Ngọc Lặc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị thị trấn Ngọc Lặc cần quan tâm quản lý tốt quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết có tính chiến lược phát triển của thị trấn, cần chủ động nghiên cứu đề xuất quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phù hợp với chương trình phát triển tổng thể kinh tế xã hội đến năm 2030 công khai các đề án quy hoạch xây dựng đô thị đã được phê duyệt và tổ chức cắm mốc giới hạn thực địa để người dân doanh nghiệp biết thực hiện và giám sát xác định rõ kết cấu phát triển kinh tế của thị trấn trên cơ sở xác định tỷ trọng giá trị sản xuất phân bổ lao động diện tích tiềm năng phát triển của từng ngành nghề để xác định cơ cấu kinh tế phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương bố trí hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật hạ tầng xã hội đảm bảo tính thống nhất chung của toàn huyện xác định mục tiêu xây dựng đô thị văn minh công dân thân thiện hướng tới phát triển thị xã trong tương lai phát huy nội lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trong khu phố khu dân cư chỉnh trang đô thị đưa diện mạo đô thị ngày càng khang trang xanh sạch đẹp nâng cao ý thức của người dân trong chấp hành pháp luật, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường sống, cùng bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chính quyền xây dựng kế hoạch và triển khai các phương án đảm bảo trật tự đô thị, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng phải kết hợp chặt chẽ và xây dựng chính quyền mà trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, xây dựng quy chế làm việc, đoàn kết thống nhất trong đảng. Với tinh thần đoàn kết dân chủ kỷ cương đổi mới, phát triển, Đại hội đã bầu ban chấp hành Đảng Bộ Thị trấn Ngọc Lặc nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng Bộ cấp trên.